Dạ, kính thưa chú quý vị, để liên tục chương trình phóng thanh xin giảng, tôi xin giới thiệu một nữ đồng đạo xin đọc tiếp bài Hoài Cổ. Mời quý vị lắng lòng theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bình tâm cấp bút tỏ lời, xét xem mai chữ dẫn thời còn xa. Liếc nhìn thế giới càng qua, ngàn muôn bình tướng xua ra chiến trường. Dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo câu danh lợi lắp đường nghĩa nhân. Gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng đăng sĩ băng phân lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa luân thường, thánh nhân đã dạch sẵn đường từ xưa. Để cho quân tử lọc lừa, ở ăn hợp lẽ ráng chừa tiểu nhân. Trên vua minh chánh cầm cân, dưới hoàng liêm tiết xử phân công bình. Quyền cha quản xuất gia đình, dạy con phải phép vẹn dình hiếu trung. Từ ngày cách mặt cô trùng, thay lời đổi cách bất tùng thánh tiên. Bút lông dẹp bất dĩa nghiêng, thế vào bút sắc cùng viên mực tròn. Lần lần tế đạo suy mòn, nền xưa đẹp cũ hỡi còn mấy ai. Nên ta thở dắt tan dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu. Dứt cần mang bộ sầm nâu, trong ngày chư quốc chư hầu tĩnh tâm. Đừng gây chinh chiến ngầu ầm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên. Ta bà thật cảnh lưu phiền, duyên trần cấu kết quan kiên báo đền. Thiệu quan tâm tốt dường tên, mắt dòng sanh tử có bền được đâu. Chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên. Tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích thiền trói thân. Tính xong món nợ lần khăn, thoát dòng cương thọ pháp tăng nhẹ nhàng. Tiểu diêu đạo đức luận bàn, dân du vũ trụ thanh nhàn biết bao. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc lát. Nam mô A Di Đà Phật. Để liên tục chương trình phóng thanh sám giảng, tiếp theo xin đọc bài Dặn Dò Bổn Đạo. Kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng
sớm cuối làng ai cũng cười reo. Xóm chàng nhằm vui nàng yêu, gắm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hà lớn xanh chúng ám mâu, Tây phương sắc lệnh dân du Nam Kỳ. Mượn nhằm một sắc nhu mì, vàng dân sáu tháng vậy thì xem sao. Rắc buồn ba tánh biết bao, nạn uy sắp đến mà ngao du hoài. Giả từ trần thế nuôi hài bốn phi, an nam phong quá lễ nghi, đời nay gian vật bỏ đi chẳng dình. Chẳng còn đạo đức mà dình thôn hương. Ta đây dường thế như lương, cứu dân chẳng nề nắng sương lắm đầu. Quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lai đêm dài có ngồi, Tây phương cực lạc khùng ngồi tòa sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhiên, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình sải sợi dập bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xa chẳng ta mở hoài thân, đạo màu truyền phát thần linh không ai. Chớ kêu con tạo thầy lai, lôi âm sắc linh đòi gài hồi hang. Cuối đầu tao trước Phật đàn, lời văn ngoan ngành sớm làng cử khói. Đầu đuôi tao lại khúc nói, một trăm mới đằng mỗi thôi mười người. Mạng loa cao thấp ngạo cười, bởi dừng trần thế, bởi dừng trần hạ biến lùi không lo.
Di Đà nghe thấu buồn xoan, vàng dần ba tánh đắng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật vừa kề, hung sùng tàn ác khó bề dài khuyên. Thầy không trở lại quá điên, không điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Tưởng xưa dấu cũ còn mờ, không lo tìm kiếm bên bờ cũng không. Không lo tìm kiếm bên bờ mà nương. Nói cho bốn đạo đành tường, dài dân nào có gạt lường chi dân. Chim ô đà vừa cầu ngân, người xưa đã góp mấy lần ai ai. Đời này chưa vẹn thảo ngay, thì là khó thấy mặt mày người xưa. Dài đời nào quá nắng mưa, ước mong ba tâm sớm đột trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao chia chữ lành cho sống. Con người có tổ có tâm, học hay chữ nghĩa hiếu trung chuyện tích sờ sờ, người đời cũng phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mất bồn ba, giờ chẳng ra đặng mà giải khuyên. Dạng dân lên trọng Phật tiên, để người lời để dễ người lời dạy đọa riêng một mình. Bắc Nam chờ đợi cuối thành, sẽ lo dẫn chuyển thân mình sát ta. Viết thêm một khúc ngâm nga, dặn dò bốn đạo vậy mà mây thương. Ta giàu có cách thôn hương, dặn dặn cứ chữ hiền lương mà làm.
lòng mà tu hành. Phật tin dũng trẻ lòng thành, đạo chân thì ít ai hành thiệt tâm. Chí phạm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá gần cầm cho dân. Nào đâu dân có biết ăn, mạnh gọi tướng Phật cháy thần làm chi. Đây này lời lẽ đáng ghê. Thương đời nên mới làm thay khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bốn đạo dậy thời gian nghe. Dầu ai tài phép bài khoe, hàm linh hàm nghiệp sợ em ăn nghèo, lửa cho phải cột phải kèo, phải dài phải dây mà theo kéo lầm. Ngọc kia ẩn vàng khó tầm, chọn nơi chân chính khỏi lâm khổ hình. Ác trời nắng nước thình lình, người hung cứ mãi trong cành với ta. Theo tài học cố nôm na, hỡi ai chỉ thức tầm mà cạn sâu. Lúc này chưa thấy ngồi lâu, tách rời chốn khác ngõ hầu dạy răng. Tín đồ cùng các chư tăng, từ rài sắp đến nỗi năng chọn lời. Bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy dạy thời hành y. Đạo mầu ba chánh ráng ghi, thử nhật chánh kiến việc chi xem nhìn. Luận bàn chân lý cho mình, chuyện chi xét đoán xảo tình mới là. Thứ nhị tranh mạng vậy mà, việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ sẵn ngay mới màu. Thứ tư tranh nghiệp mặc dầu, nghề chi thì cũng mở hầu làm ngay. Tà gian tánh ấy tù đài, của người tham nhũng nghề này chớ ham. Thứ năm tinh tấn hội đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan.
chanh thì ăn chớ gì. Thứ bài chánh niệm vậy thì cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Thứ tám chánh định chớ làm từ bi bác ai, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hơn với người. Hành y thì đáng dàn người, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tu nhân hiền hậu cũng hay, dạy đời phải biết ngày dài cho tính. Rốt trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm anh gian này. Thấp cao các bậc chớ chài, kẻ ngu người chi nghe thầy dạy khuyên. Sớm khuya má tánh cần chiên, nghen lời dạy bao cảnh tiên giữa kề. Ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bốn đạo chớ hề làm sao. Trì lòng chớ có nung nao, từ đây nhân vật mòn áo lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần, bốn đạo xa gần nghĩ càng mới hay. Tu trì nguyện ước cầu may, thương mơ ngồi vụt là ngày an cư. Học câu quỷ xã đại từ, nói gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Bốn nam thủ bắt tạo thành, chúng sanh ráng nhớ thì gần cùng ta. Xa trần ta đã rời xa, má gia ở lại vậy mà bình an. Kìa kìa anh nó họ phán, tình lan về mất mổ an mặt mày. Xóm lo sắp đặt luyện tài, Phật trời phân định mặt mày mới sinh. Ơn trên lượng rộng tinh tinh, từ bi biến dài mặt tình nghe không. Giống nguyền như thể gieo bông, nhị đơm tôm vứt màu hồng xê sáng. Dẫn ta dòng giống tiếng ban,
chớ đầu có giống ngổ ngang hùng sùng. Mặt tình ba tanh có dùng, ai muốn nghe cùng chép lấy mà coi. Lấy tâm lấy trí xét soi, thầy đi dạy bắt thử coi lẽ nào. Tội tôi dân chớ hùng hào, cùng từ bốn đạo tổ đào bắt đô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, để liên tục chương trình phóng thanh sám giảng, chúng tôi xin thành lòng đọc lại bài cảm tác. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân. Đem thân mà rứt nợ trần, nợ trần đâu khéo trần ngần chung ra. Nhìn đời lũy muốn xa, thế gian đuôi tối nửa ma nửa người. Muốn reo vang một tiếng cười, nhưng lòng chẳng quản khi người mê si. Đâu thông pháp luật từ bi, gán cho tăng sĩ làm chi sự đời. Con thuyền bát nhã xa khơi, dầu cho sóng gió rà rời cũng cam mơ. Thường nhân là tâm tục phàm, biết đâu tội phước luận đàm tương lai. Tình trơn đầy giấy thi hài là gì chẳng biết, những nhân bài học xưa thầm nhân còn hỡi răng chờ. Huống chi Phật đạo tam thừa quy mô, Sa môn chỉ nhận tính đồ, mãi dòng cạn mới tựa hồ gớm ghê. Một là gây nghiệp ở trong mê, hai là tan nát phu thê ở một đời. Lòng ta trong sạch người ơi, người sao chẳng ghét luận lờ quy
cờ quý ngờ chốc mà đánh dồn, trước sau cũng chớ giống còn an nguy. Tỏ lờ tâm quyết lâm ly, mong ai ngộ nhận quyết nghi duyên trần. Trách lầm mang nghiệp vào thân, chính e dạy giấc thân thần dép biên. Phần ta nói gót Phật tiên, ngờ khen cũng mặc điêu quyền cùng hai. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng quản trong gai chi sợ. Ít ai nghe rõ dòng đời của người rất bỏ quán ân cõi phàm. Ngày hằng giấy ngủ quy tam, sắc không không sắc tánh phàm đòi thay. Chẳng qua tay ác nơi những ngày, nên phần xác thịt đỏ đài trần gian. Lìa quê bách bước xa ngàn, gia đình chẳng đói còn màng chi ai. Dốc tâm nguyện đất Phật đài, hiệp cùng chư Phật độ rài chúng sinh. Nền gian một tiếng chuông linh, cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Gầm cuộc thế chẳng qua tuôn mong ao, cuộc truy quan thường giết khắp tài hoa. Nghe chuông linh sớm dứt mề ai hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Ví dầu lập chữ công danh, đến khi rốt cuộc cũng đành tha trôi. Lá úa vàng nó rung người ơi, muôn năm mới có một thời, tới kỳ hiệp hội Phật trời định phân. Con lành đều đủ nghĩa nhân, cha là Phật thanh tiên thần phước dư.
đâu. Có đâu như thầy bay trời loạn lưng càng kỹ bất từ bất lương thân ta giàu lắm đoạn trường cũng làm cho vẹn chữ thương nhớ loài ngày kia thỏa chí làm trai tiếng lành như thể hương bay nực nồng bây giờ bờ bên nó chưa xong dở dang đời dòng mà lòng chẳng nao ngày xưa mấy bậc anh hào nằm gái nếm mật dạ nào trách than trường phu chí cả dọc ngang vào trong bốn biển mới trang thánh hiền làm cho kẻ bảo ngừa nghiêng đào lành mở cửa nơi miền Nam Bang tiếng đời hỏi tiếng đờn hò liếu cống sang đêm khuya phiên nhổ khắp tràn chúng sanh thu còn gặp lúc trăng thanh giang lờ thó phè như cành ghèo chim thấy trong người ấy thăng liêm tỏ bài tâm chữ ráng tìm cho ra bồi hồi chợt tình nam tha đường danh nếu lỡ xem ra ít gì chờ thu ám đàm ai bi nàng tay dương dân bờ gì chờ riêng thảm hương lệ thứ phiền chờ lòng đâu có lo riêng nỗi mình đọc cái này cũng khá khen mấy chuyện đọc cái này cũng cũng chắc rồi nghe mờ mờ tỏ tỏ xinh xinh đêm nay bóng nguyệt như rình xem ta miệng cười ta bảo
đợi chữ sang hà nơi đâu. Gầm trong còi tạm nhiệm màu, ngặt mang xác thịt khó hầu cao bay. Chữ tài thường gặp ở chữ tay, chớ kêu tàu quá ông bài trò chúa. Ta nào có muốn tranh đua, dùng trồng cội phúc chờ mùa trổ bông. Mùi thơm cả Tây Đông, Bắc Nam nhân vật lạc hồng thành thơi. Tâm hồn hoài cảm nơi nơi, gắm người hữu chí đôi lời.